Thanh nhắc mà ừ. Vậy được rồi, như muốn được rồi làm cho mặn hay gì ạ? Cho thôi được rồi Nguyên. Giữ mặn. Muối đó con, đem vô muối vô, bọc muối vô. Đổ đổ đổ. Muối 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 muối. Kịch cái bịch muối. Ôi, ôi ôi. Hành quá. Sao? Làm ơn. Rồi, đổ nước cho nha. Ừ. Nghe muối nha. Rắc muối. Rắc muối gì nè, trên gì nè. Ừ, chết qua này chứ. Có lòng thám rắc muối. Thanh rắc muối, ừ. Vậy được rồi, như muối được rồi, làm cho mặn hay gì ạ? Cho thôi được rồi Nguyên. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, bóc muối lại đi. Thanh cắt muối. Đấy, để bên muối bên kia. Giữ miệng đi không ạ? Miệng không ăn ngày sáng thì chưa rửa nữa nè. Trái ra phi phẩm chưa cho. Rồi phi phẩm kiến rồi. Rồi kiến, có kiến nữa hả? Rồi được rồi, chèn, chèn chơi. Để chèn cho ngoài luôn, chèn cho mấy bụi ra. Ừ. Được rồi này nha. Rồi luôn, quả này nó dập chứ rồi. Nó đâu có dập, nè. Tại nó gì đó. Quậy cái hồi cái đó xuất ra bây giờ quậy. Ừ. Cay ghê chưa? Không chưa ba rửa chưa? Nè. Nè cầm máy đi. Bè làm sao mình nhá bạn, cây cối luôn nè. Ừ. Con gà của mình đằng kia kìa bạn.